Xin kính chào quý vị và các đồng chí đã đến thời lượng dành cho bản tin nhanh với các tin tức cập nhật. Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Thị Thúy, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Nhật Nam Group về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, ngày 31 tháng 8, Vũ Thị Thúy bị tạm giữ về hành vi đưa thông tin sai sự thật về công ty bất động sản Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án để có thể huy động vốn của nhiều người. Thúy đã dùng một phần tiền trả lãi cho các cá nhân trên, còn lại chiếm đoạt tài sản. Điều tra bước đầu, Thúy đã lừa đảo của khoảng hơn 10.000 người, chiếm đoạt số tiền hàng nghìn tỷ đồng. Phí Đức Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Á, Lê Văn Luy, công chức xã Đông Á, huyện Đông Hưng, vừa bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình khởi tố bắt tạm giam về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cụ thể, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Á, Phí Đức Vui đã chỉ đạo Lê Văn Luy bỏ ngoài hệ thống sổ sách hơn 1,27 tỷ đồng. Vui cũng nhiều lần chỉ đạo cho kế toán xã chi không đúng quy định, lập khống chứng từ, gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Xông vào bên trong một cửa hàng để cướp chiếc điện thoại di động trên tay một phụ nữ, một đôi nam nữ đã nhanh chóng tẩu thoát. Sự việc này xảy ra vào ngày 6 tháng 9 và được camera an ninh ghi lại. Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã vào cuộc điều tra truy xét đôi nam nữ thực hiện hành vi cướp giật này. Theo camera an ninh, người phụ nữ ngồi bên trong cửa hàng thì bị một đối tượng nam xông vào cướp chiếc điện thoại cầm trên tay, sau đó chạy ra xe được nữ đồng bọn chờ sẵn chở đi. Nạn nhân đuổi theo nhưng không kịp, sau đó đã đến cơ quan công an trình báo. Còn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Trần Huy Hoàng, 32 tuổi, điều khiển xe máy giật túi sách của một người phụ nữ trên đường Hùng Vương, thành phố Huế, cũng đã bị lực lượng công an nhanh chóng truy xét bắt giữ. Đối tượng này đã lấy đi một điện thoại cùng với 900.000 đồng trong túi của nạn nhân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng về hành vi cướp giật tài sản. Tiếp theo sẽ là thông tin truy nã tội phạm và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Tuấn Thanh, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại số 558 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an thành phố Hà Nội còn ra quyết định truy nã đối với Vũ Mạnh Cường, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại 674 Đường Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cũng phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội là đối tượng Hà Thị Trang, sinh năm 1999, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.